thể vị và nói tiếp chương trình giao lưu hát với nhau ngày hôm nay. Nguyễn Vân Lê xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, ca khúc được mang tên Hành Trang Giả Từ. Và với ca khúc này mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Phương Oanh. Thank you.
lại cho chiều để anh đi nghe. Xin chữ u buồn vì trong những ngày dài anh vẫn bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa, rồi đi khuya vắng em chờ giấc mơ màng là khi em thấy nhiều. Em xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho đành. Nếu biết xuân không sang thì dám mơ chi mà một. Còn những lúc xuân về xa chi bao cánh nắng sau này, giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nặng cầu lưu luyến. Anh hứa đêm gì mùa xuân bắt tận đời chết má em đi. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong lúc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp. Nguồn sống cho đời và cho